Anh chị em vừa nghe Chúa Giêsu kể chuyện về những người thợ làm vườn nho. Có người làm từ 6 giờ sáng, có người 12 giờ trưa mới đi làm, có người mãi tới 5 giờ chiều mới vào làm. Rồi đến 6 giờ chiều thì ông chủ trả lương. Và những người làm muộn nhất thì lại lãnh lương trước hết. Những người làm sớm nhất thì lại lãnh lương sau cùng. Mà ai cũng chỉ được có một quan tiền thôi. Thế nên người ta mới phàn nàn ông chủ. Thế bây giờ anh chị em nhớ chi tiết đó nhé. Giờ tôi đề nghị với anh chị em thế này. Giả như chúng ta thay đổi một chi tiết thôi trong câu chuyện Chúa Giêsu vừa kể thì làm sao? Tức là khi mà ông chủ phát lương đó, thì người nào làm sớm sẽ lãnh lương sớm rồi ra về. Còn người nào làm muộn thì sẽ lãnh lương sau cùng. Thế tôi hỏi anh chị em, nếu mà làm như vậy thì có ai người ta cự được gì không? Chắc là không. Ông làm sớm, ông lãnh lương sớm là ông về rồi. Ai cự nữ gì đâu. Thế nhưng mà trong câu chuyện Chúa Giêsu kể thì lại không như thế. Những người làm từ 5 giờ chiều, tức là mới làm có một tiếng đồng hồ thôi, thì lại được trả lương trước một quan tiền. Đang khi đó, những người làm từ 6 giờ sáng hoặc là 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều thì lại phải đứng xếp hàng dài chờ đợi đến lượt mình. Và cái lúc đó chắc là họ nghĩ trong bụng, nó làm có một tiếng mà nó được một quan tiền, mình làm 10 tiếng thì chắc phải được 10 quan chứ. Hoặc là nếu không thì cũng phải được gấp 2, gấp 3 chứ, đúng không? Ai dè đến lúc mà lên lĩnh lương, ông cũng chỉ đưa có một quan tiền thôi. Hỏi xong mà không tức. Tôi hỏi thật anh chị em nhé, nếu anh chị em ở trong trường hợp đó, không có tức không? Cho nên có nhà chú giải gọi cái dụ ngôn Chúa Giêsu kể này là dụ ngôn gây sốc. Và qua chi tiết đó chúng ta mới thấy tài kể chuyện của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu kể một câu chuyện và Ngài nâng đẩy cái sự mâu thuẫn ở trong câu chuyện lên thật cao, để từ đó Ngài truyền tải một giáo huấn về Thiên Chúa, về nước trời. Cái giáo huấn đó nó nằm ở trong câu kết luận của bài Tin Mừng: những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng hàng đầu sẽ xuống hàng chót. Và giáo huấn của lời Chúa còn là ở bài đọc thứ nhất này. Chúa phán: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của ta không phải là đường lối của các ngươi. Thế thì đường lối của Chúa ở đây là thế nào? Đường lối của Chúa ở đây là đường lối của tình yêu và lòng thương xót. Hỏi rằng ông chủ này có cư xử bất công không? Khi mà người ta làm có một giờ được một quan tiền, mà người làm 10 giờ cũng chỉ được một quan tiền. Hỏi ông có công bằng không? Thoáng nghe qua thì chúng ta nghĩ là ông không công bằng. Nhưng mà thưa anh chị em, không có. Ông chủ này không lỗi được công bằng. Bởi vì với người làm từ sáng sớm, ông ta cũng đã có thỏa thuận rằng một ngày một quan tiền. Và đúng là đồng lương của người thợ hằng ngày lúc bấy giờ. Ông ta không lỗi được công bằng. Nhưng ở đây còn có một điều gì lớn hơn đức công bằng. Điều gì đó là lòng thương xót. Ông chủ này có lòng thương xót đối với những người đi làm muộn, mãi 5 giờ chiều mới vào làm. Tại sao? Là bởi vì họ không đi làm, không phải là vì họ lười biếng,
Nhưng mà như họ cho ông chủ biết, không ai thuê chúng tôi cả, cho nên chúng tôi không có việc làm. Thế bây giờ trả lương cho họ, ông chủ cũng cho một quan tiền. Nếu mà chỉ tính theo giờ làm việc thì họ chỉ lãnh được 1/10 quan tiền. Thay vì được 100.000, họ chỉ được có 10.000 đồng thôi. Thế thì 10.000 đồng đó làm sao đủ cho vợ con sống ngày hôm đó? Cho nên làm có một giờ nhưng mà ông chủ cho lãnh lương một ngày, hoàn toàn là vì lòng thương xót. Cái điều đó anh chị em thấy ngay thôi. Thế nhưng mà không chỉ những người đi làm muộn, mà ngay cả những người đi làm từ sáng sớm cũng là nhờ lòng thương xót. Ở đây anh chị em phải hình dung những người thợ làm vườn nho thời bấy giờ, thời của Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, nó không như chúng ta bây giờ. Anh chị em ở đây có thể đi làm công nhân trong những công ty hay xí nghiệp. Anh chị em có hợp đồng lao động, lãnh lương hàng tháng, có bảo hiểm xã hội. Thì xưa là không có. Hoặc là những người thợ tự do, chủ gọi đến làm rồi trả lương hàng ngày, thế thôi. Cho nên nguyên cái chuyện mà được ông chủ gọi đến làm việc là đã mừng rồi. Bởi vì ngày hôm đó bản thân mình, vợ con ở nhà đều có bữa cơm no. Chứ còn mà cứ lang thang ở ngoài đường mà kiếm việc mà không có mới khổ. Tôi nhớ đến thời gian còn ở bên Mỹ, những ngày mùa đông tuyết rơi lã chã, mà trên đường đi tôi nhìn thấy ở những góc ngã tư 5-7 người tụ tập. Họ là ai anh chị em biết không? Là những di dân bất hợp pháp, phần lớn là từ Nam Mỹ, nhất là từ Mexico đi sang Mỹ kiếm công ăn việc làm, gửi tiền về nuôi gia đình. Mà là sang bất hợp pháp, cho nên không thể có công việc chính thức. Thế thì trời mùa đông tuyết rơi như thế, lạnh lắm, đứng đó để may ra có ai đó, gia đình nào đó, người ta có công việc gì cần, người ta tới, người ta gọi về làm. Đấy, chúng ta tưởng tượng cái khung cảnh đó coi. Thế thì khi mà có người gọi về làm việc, nó mừng lắm. Bởi vì ngày hôm đó tôi sẽ có tiền để cho bản thân mình đã vậy, cho vợ, cho con ở nhà có bữa cơm no. Cho nên ngay cả những người đi làm từ sáng sớm cũng là nhờ lòng thương xót. Thành thử ra bài học mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta ở đây, không chỉ công bằng mà thôi, nhưng còn là lòng thương xót. Vậy thì anh chị em và tôi, chúng ta có cần đến lòng thương xót đó không? Hay chỉ cần đến sự công bằng thôi? Nhìn vào sự sống thể xác của mình này, thỉnh thoảng đọc báo tôi lại đọc được cái tin một em bé sơ sinh được đặt ở cổng chùa, cổng nhà thờ, kể cả vứt ở bãi rác. Giả như anh chị em và tôi, khi chúng ta sinh ra mà cha mẹ chúng ta cũng hành xử như thế, có sống nổi không? Có ngày hôm nay không? Tôi đặt cái câu hỏi có vẻ quyết liệt như vậy để anh chị em thấy là tất cả chúng ta từ khi chào đời đã được sống là nhờ tình yêu và lòng thương xót, chứ không chỉ là sự công bằng. Rồi tôi đọc báo tôi cũng thấy những chuyện rất buồn. Ngay ở tỉnh Tiền Giang chúng ta có một đôi vợ chồng nào mà cư xử với mẹ già quá sức, chửi mắng đánh đập mẹ già. Mai mốt này đến lượt chúng ta già yếu, mình sống nhờ đâu nếu không phải là nhờ tình yêu và lòng thương xót? Công bằng mà thôi không đủ. Đấy là về sự sống thể xác đấy. Còn sự sống linh hồn thì sao? Có ai trong anh chị em nghĩ rằng một mai đây khi qua đời, tôi đến trước tòa Chúa, tôi sẽ nói với Chúa:
xin Chúa cứ xử công bằng với con, không cần đến lòng thương xót. Con sống đạo rất tốt từ bé cho đến bây giờ, không có tội lỗi gì. Chúa cứ xử công bằng, không cần thương xót. Ai trong anh chị em dám nghĩ vậy không? Lời thánh vịnh chúng ta vẫn đọc, chúng ta vẫn hát. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được. Ơn cứu độ hoàn toàn là quà tặng của lòng thương xót, chứ không phải do công khó của con người. Chúng ta không lấy cái gì để mua được, chúng ta không lấy cái gì để mà đánh đổi được đâu. Hoàn toàn là nhờ lòng Chúa thương xót. Cho nên về sự sống thể xác cũng như là sự sống linh hồn, chúng ta sống không chỉ là nhờ sự công bằng mà còn nhờ lòng thương xót. Ý thức được điều đó thúc đẩy chúng ta cũng biết đến với nhau, cũng biết xử sự với nhau trong cuộc sống này, không chỉ bằng sự công bằng pháp lý mà thôi, mà còn bằng tình yêu và lòng thương xót. Đó là điều Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta, và Ngài dạy điều đó là Ngài chỉ cho ta một con đường đi đến hạnh phúc thực sự. Bởi vì phúc cho những ai biết xót thương người, họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Amen.